Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại thì trước cửa nhà của Linh thì có mấy người đến viếng thắp nhang cho cậu qua cái nhà đây. Chị này là giống như là ca sĩ vậy đó. Quý anh chị. Giờ cũng có nhiều người đến lắm rồi cô chú anh chị. Đến thắp nhang cho cậu Năm thì tại sáng giờ thấy cái nhà mở cửa không à. Nên cái chị này giống như là ca sĩ hay diễn viên gì cô chú anh chị à. Đến thân thắp nhang cho cậu Năm chú Linh thì ta sẽ vô mặt này nè, mình đi tiến dậu ở phía bên kia của chú anh chị, hãy quay cho cả nhà xem nè. Chào cô Sử. Chị không lo không có nhà cô Sử. Chị nó về nó di chuyển này. Dạ dạ. Cô Sử ở trong á. Ở trong cái chúng ta ở ngoài cộng vậy á. Khác thì sơn. Sử rất là hòa đồng luôn, rất là dễ thương luôn. Rất là dễ thương. Dạ. Dạ mình cứ sống bình thường thì cái tâm mình nó đang nhẹ nhàng hơn. Đổi vô dạ. Thì họ có đâm ra dòng vô nó mệt mỏi. Dạ. Mà mình cũng không có, mình không có bình luận. Mình cứ biết trong tâm mình được rồi, không bình luận cái gì hết trơn, mình không bình luận gì hết, mình biết được rồi. Rồi thì có nhiều người nói với cậu, chữ cậu nó nặng nhẹ, rồi cậu nói là ra trời kia, nó hỏi. Ai nói thì nói, mình đã nói thì cho ba. Mình tính thì tất nhiên mình không có gì hết, chứ mình trả lời lại, mình nói lại là mình có lại chứ trước mặt đó khi đóng lên rồi chửi nói rồi nói gì làm được ủa em làm không được vậy thế là cậu làm gì không được rồi cậu làm gì vậy không nói gì khi này kia cậu không nghe gì hết không nghe không thấy gì hết dạ. Chúng biết ở đây là đám tang mình đâu rồi chúng hết rồi ngày đi chúng không việc làm nữa ngoài hết tiền bạc tất cả gì ai làm cậu hỏi vậy đó chứ con gặp đây mà từ lúc cậu mất tới giờ chưa lên tháp nhang mà nó nói là con kia đi dùng đây con kia mà đi vòng và đi lạc đường nhà con ở đó ngay chữ chung cư Hà Đô chợ tao không nhất á thì gần nhà 17 giờ chứ ở trên cầu Giáp ngang thì ngang nhà cũ của năm anh là cũng là ở phường 3 nhà con cũng phường 3 ngay bệnh viện luôn chỗ gần bệnh viện 115 á đó đối diện ngay bệnh viện 115 có hẻm đi vô á đó nhà con nghe hẻm bệnh viện 115 đi vô đó ủa vậy hả gì gần bên lại chứ thì bây giờ con phải tới chợ tao nhất cho vợ biết không cái nhà con nghe hẻm bệnh viện 115 á dạ hẻm dạ, biết rồi chị cảm ơn con nha dạ con cảm ơn cậu Sử nha dạ, dạ, dạ. À, chị Long về chưa cậu Sử? Chiều gì đấy? Chiều về hả? Chơi đến bữa nay nhé. À, dạ. Chị đi Đà Lạt hả anh? Đi Đà Lạt. Dạ. Là cậu Sử ở nhà là đã tiếp khách hả? Đi tính đi nói đi cái chiều bữa sau về rồi lên chợ vui quá sao ở lại thêm 2 ngày nữa đó. Dạ. Chị gái này là ở đâu lên chị? Dạ. Ở gần nhà của Năm cũ rồi chứ. Ồ dạ hả? Gần nhà cũ của Năm à? Ờ. À lên đây là chứ. Chị tới thắp nhang không tới giờ chị tới mà hôm nay mình nói vậy cặp tới thắp nhang cho cậu dạ rồi chị cảm ơn em dạ dạ cảm ơn chị bây giờ hiện tại thì mỗi ngày có nhiều người khách đến thắp nhang cho cậu bữa nay mong ngoài là vài chục người à ồ dạ đông hoài chứ dạ cảm ơn chị cảm ơn cậu Sử thắp nhang bên này thấy bàn thờ của cậu cũng trang hoàng đẹp quá ha dạ. Anh em cũng cảm nha dạ rồi cảm ơn dạ, cậu Sử cảm ơn cậu Sử nhiều cậu Sử giờ này chị cũng chưa là chị làm cái này cũng chưa cậu Sử đóng cửa là nghỉ trưa cả nhà ơi gặp cậu rồi nào chưa chưa gặp cậu ngoài đời nhưng mà mình cũng rất là thích cậu nhưng mà mình không có chưa có thời gian để mình tới mình thắp nhang cho cậu hôm nay là chị sẵn đi tiện đường này là chị tâm
vô nhà cậu, nhưng mà đi ngay chỗ Phan Phùng quẹo vô tới vòng vòng đi ra Thái Kích Long, Cù Lao mới quẹo lại đây được. Chứ hôm nay mình để mình thấy ban thờ cậu thấy được chuyện đó cảm xúc như là mình cũng động lòng chị, chị có thấy được không? Nói chung là chị thấy ông thờ cậu thờ rất là trang nghiêm, nói chung là trang nghiêm trước đó, thì nói chung là mình thờ cậu rất là đẹp. Vậy là ở bên nhà cũ của mình đúng rồi, ngay cho bệnh viện 175 phường 3 cũng gần nhà cậu hồi đó luôn, nhưng mà từ lúc cậu mất tới giờ là chỉ coi trên YouTube thôi. Tất nào mình cũng coi, nhưng mà mình chưa, tại sao mình ở gần đây mà mình chưa tới thắp nhang được cậu, thì hôm nay chị quyết định là chị sẽ ghé tới chị thắp nhang cho cậu. Ở đó cậu ở bên đó là khoảng năm bao nhiêu chị? Chị không biết nữa, chị không biết nữa. Nhưng mà cậu hồi đó là cậu ở gần nhà, nhưng mà lâu lắm rồi chị không nhớ. Thế bây giờ cái nhà bên đó là bán chưa là vẫn còn bên đó chị? Chị nói chung là chủ khác ở nè. À, chủ khác ở rồi. Dạ. À, chị cảm ơn nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị bé nha. Rất là nhẹ, nhẹ tâm luôn á. Tới sắp được cho cậu cái nhang là mừng quá, mừng á chị. Rất là mừng luôn á. Chị cảm ơn em chị nha. Rồi, cảm ơn chị gái rất là nhiều nha. Thì hiện tại thì trong nhà thì cậu Sử với anh Chánh đang nghỉ trưa cả nhà ơi. Thì có gì thì em sẽ cập nhật ở video mới cho cả nhà xem. Thì cả nhà xem nhớ cho Cảnh một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho Cảnh để có động lực để cập nhật những tình tiết mới nhất tại nhà của con Đăng Lưu Linh cho cả nhà xem. Thì phía bên trong nhà thì cậu chị Hồng Loan đi đâu cả nhà ơi, không có nhà. Chị Hồng Loan đi du lịch thì cả nhà. Thì nghe cậu Sử nói là chiều về đó mà cũng không biết là có đúng như vậy hay không. Thì Cảnh cũng xin kết thúc video ở đây luôn. Thì có gì em sẽ cập nhật mới video mới cho cả nhà xem.